Ok, mình chào tất cả anh em nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ nha. Bây giờ không có thời gian nhiều, chỉ có thời gian chơi game thôi em ơi. Ok, và mình sẽ show sơ qua cái server này nha anh em. Là một cái server mới mà server đặc biệt á. Hiện tại thì top 1 server về lực chiến. Hiện tại là 62k lực chiến rồi. Và top 2 57. Top 3 tại vì nó chưa cập nhật ấy. Ủa, thằng này là 48k lực chiến rồi. Mình hiện tại là 49k. Khi mà cập nhật lực chiến, khi mà cập nhật top mới là chắc là mình sẽ lên được top 3 lực chiến ạ. Ok, trưa khoảng thời gian này thì là khoảng thời gian mở cái giải siêu cấp này này. Mình sẽ đi giải siêu cấp này nha anh em. Cái giải siêu cấp này toàn trâu bò không à. Nó ghép liên server ấy. Chào chế vlog nha. Mọi người nghe âm thanh đồ này kia được không? Mic đây. Có vấn đề gì không ạ? Mít rồi. Trận đầu tiên trong ngày cho nên là hơi cúm một chút. Game tiếng game in tiếng anh em có to quá không? Ôi, nó mạnh ghê không? Level 30 mạnh ghê, toàn trâu bò trong đây không? Chế đồ mệt gần chết luôn mà chẳng ai xem hết. Lười biếng, làm biếng á, làm biếng chế quá. Cũng có những ạc nó yếu à. Em có chơi game này không lên? Cũng có mấy ạc nó yếu, cũng có mấy ạc nó mạnh. Gặp toàn level kiểu này trở lên không làm sao mà chơi. Chưa gì nó vào bắn phát chết luôn rồi. Và trong đây gặp ghép, nó ghép lực chiến không công bằng chứ anh em ạ. Còn toàn ghép với mấy hàng lực chiến cao như này làm sao bắn lại. Chơi server mới mà nó ghép toàn với server cũ không, toàn trâu bò không. Level 34 ghép với level 57 thì làm sao chơi.
Chết. Không chết được rồi. Bạn này level 57 mà bạn này yếu quá. Ấn mình không thấm rồi. Bật nhạc lên ngay nha anh em. Mình có mấy nhạc không biết có bị bóng, bị dính bóng quỷ không nữa. Thế bắn không mít nữa. Máy ao luôn. Một K7 bạn này cũng khá là trâu đó anh em ạ. Thông báo trả báo kích luôn, chết rồi. Lên gà 19 rồi.
Nghe thế này khó quá này. Gặp toàn 70, 60 như này không làm sao mà bắn. Nó bắn phát 250 mấy k. Xuống gà 20 lại. Sắp 10 trận rồi mình sẽ đi cái giải ngôi sao này nha anh em. Được có 15 điểm mà top 1, 5, 2 điểm mà đi chơi thôi chắc là không đua top nổi. Toàn gặp trâu không mà tại vì server này server mới ấy, cho nên là lực chiến còn rất là yếu. Mà gặp mấy thằng server cũ thì nó bắn cho vỡ mồm. Đi cái này thì nó chỉ ghép 3x chung với nhau thôi nha anh em. Nó ghép 3x với 3x. Thiếu tí lực rồi, chẳng biết chúng không. Hay quá bọn chúng. Đi giải ngôi sao này thì nó ghép công bằng hơn nha anh em. Nó ghép đây theo level này. Nhưng mà 3x cũng có nhiều thằng server cũ nó mạnh lắm. Ôi, chắc là một đam chết ngắt. Lại còn trẻ hạt nhân nữa.
Nào hấp này không đào được. Cứ thế đam luôn chưa. Bảo kích. Thì không ấn khó chịu thì chứ. Thế mà không được tôn. Và đó mình nghĩ mình B được. Sẽ được tôn nhưng mà không được. Phong ấn nó đến 2 tôn luôn. Má anh yếu, anh chỉ like được game này thôi. Ôi mid luôn chứ. Vậy mà còn ngồi hơi mạnh nhỉ. Cơ hội cuối cùng. 7 8 Mình chào bạn Minh Tâm nha. Anh đang stream game Gunny Mobile em. Game Gunny là một game huyền thoại cách đây khoảng 11-12 năm về trước á. Trên bản PC á. Bây giờ nói chung là chơi game PC thì không có thời gian chơi thì chơi mobile, nhưng mà anh đang chơi game giả lập này, tại vì stream thì trên điện thoại nó nóng máy lắm. Lâu lắm rồi không bắn hơi bị gà quá. Đây cũng có tin à. Chết luôn không? Vẫn chưa chết à? Đang bị phong ấn rồi.
mạnh thế. Không chạy hiệu ứng chân nghe trời. À nói cha nó, mình yếu này mà bắn cái thằng mạnh quá. Ok anh em xem stream cho mình xin một like nha. Bắn ở trong đây gặp toàn server, mấy đứa server cũ nó trâu quá bắn không lại. Gặp thằng này trâu bò quá. Bay sang đào nữa anh em ạ. Không biết có tôn không biết. Ôi giời ơi, nó bắn thế mà mình không có tôn luôn á. Chơi server mới mà nó ghép liên server toàn gặp mấy thằng server cũ sao chơi lại. 30-40. Ít thôi. Mới có khoảng vài trăm ca su à. Miết rồi, bắn mạnh rồi. Cái lực nó cứ bị sao ấy. Mình chào bạn Bảo Trần nha. Cái máy mình cấu hình yếu hay sao cho nên là bật stream lên nó hơi bị giật giật một tí. Thanh niên hoa đào chạy miếng kháng. Đó 3 ngày nay mới có 19 điểm toàn thua không? Server mới mà bạn. Mình chơi server mới mà, server 551 ấy. Đây gặp thằng cho bò này. Ok, xong trận này mình ra sao? Xem đào nó chết được không? Sao kỳ ta? Anh mới chơi có 6 ngày thôi. Em dám chơi 6 ngày em thức tỉnh được không? Mỗi khi bắn một cái có tôn mà sao tại sao là bắn hai cái nhỉ? Mỗi khi anh cũng bắn hai cái, bắn một cái là có tôn mà ta. Cảm ơn em nha. Tại vì mới chơi á.
Hết trận này thì ra sao ạ? Toàn gặp này suốt, chứ giờ này có mỗi anh với nó. Thế mà vẫn mết. Cái này canh lực nó cứ ảo ảo cái gì đâu á. Thằng này mạnh quá. Tại anh bắn gà đúng không? Tại vì ngày xưa anh bắn PC quen rồi. Nhưng mà nghỉ chơi khoảng thời gian lâu lắm rồi. Anh cũng có tính anh cao hơn rồi, anh giảm lực rồi đó, nhưng mà nó vẫn thừa. Rồi sao ạ? Cho em xem nha. Hiện tại đang ở server 551 và người top 1 đối chiến bạn vừa đeo vũ khí phụ đó là 62k, anh hiện tại là 49k. Chắc là khi cập nhật thì anh sẽ lên được top 3 lượt chiến ấy. Đây, à của anh thì sáng nay vừa mới lên hạnh phúc 6 với Venus 6. Vũ khí thì mới lên cộng 15, áo 12 và nấu mới cộng 6 à. Tại vì anh chơi sau cho nên là có nhiều sự kiện chưa tham gia được á. Giống như là cái VIP Eret này anh không có này. Rồi nói chung là anh chơi sau. Server này mới nó ra khoảng 10 ngày anh mới chơi mà. 10 ngày hoặc là hơn 7 ngày anh mới chơi. Tu luyện thì cũng gần mắt rồi. Mắt công thủ 37 rồi, nhanh nhẹn mắt. May mắn mới 30, HP 35. Ngọc thì đang xài phong ấn bảo kích thần báo miễn kháng xuyên giáp. Còn lên level 36 anh lắp thêm một cái hạt nhân nữa. Đây. Beth đang xài con phụng hoàng băng này. Level 37. Đột phá level 22 thôi. Server mới mà. Đấy. Rồng thì nó cũng được 4 sao rồi. Rồi còn cái gì nữa nha? À đây, vật tổ. Vật tổ thì mới có đây, cấp 8 thôi. Thần khí. Thần khí thì hiện tại đang bậc 2 cấp 3 rồi. Và đá đây. Đá khảm thì full 11, được 3 viên 12 thôi. Này, 3 viên 12 còn lại là full 11. Đấy. Tại vì anh chơi sau server này khoảng hơn một tuần ấy, cho nên là cũng không có ấy được. Không bằng được đâu. Đấy, chỉ thế thôi. Trong thùng đồ thì còn một cái super lựu đạn. Hết rồi. Đang tích đá để đập đây. Mấy nay đập toàn xịt. Đập cái áo lên 15 mà đập toàn xịt thôi. Nó trả lên 13 được nữa. Ngày nào cũng mất mấy trăm đá mà trả lên. Đấy, à chỉ thế thôi. Và nó đang ở, hiện tại là đang ở top 3 lực chiến á. 49k là top 3 lực. Giác vàng thì anh chỉ mới giác vàng được áo thôi. Còn vũ khí thì chưa đủ. Anh mới có 780 cái chúc phúc công thôi, cho nên là chưa đủ để giác vàng đâu. Giác vàng lên nữa chắc là nó sẽ được hơn 50k lực chiến.
Đây. Anh đang ở gui top 4 ấy. Gui cấp 6. Đang gui top 4. Đây gui đang top 4. Đấy, chả có gì đâu. Event thì nói chung là full event hết rồi. Nhưng mà anh có một cái đang đua top này nè. Anh không nghĩ sao đâu mà cái Super Karaoke này nó sát thương tới 300 lận. Sát thương cao hơn cả cái vũ khí mà bọn top cầm luôn, cái vô búa á. Đâu nhỉ? Đây. Và búa nó có 290 sát thương thôi, mà cái Super Karaoke nó đến 300 sát thương luôn, ngon ghê luôn. Mà anh không có thời gian đua top đó. Cầm được cái vũ khí đó chắc lên lực chiến cao phết. Đang đua top của chiến này. Hiện tại đang hạng 6 rồi. Mấy này nó cài ghê quá. Anh chơi sau mà, nói chung là anh chơi sau có nhiều cái. Em xem quần áo này cũng xài quần áo cùi này. Anh đang đợi. Còn thiếu cái nón với cái áo này. Anh đang đợi có event tiêu xu ấy. Nó đang chưa có event tiêu xu. Anh đang đợi có event tiêu thịt mới lên. Nói chung mình phải tiêu hợp lý thì nó mới đỡ tốn kém. Ở shop đâu có bán đồ vest đâu em. Shop làm gì có bán đồ vest đâu. Chắc là server cũ nó mới có bán á, server mới không có bán đâu em ơi. Để anh tìm xem có mấy cái áo mà hộ giáp nó 72 không. Không có đồ hộ giáp 72 luôn. Ừ, nó không có bán. Server mới hình như nó không có bán em ạ. Cái Super Karaoke ngon quá trời luôn mà mình không để ý. Phải mình đua top đó là ngon rồi. Anh đang đợi nó ra để mua đây. Bây giờ đi qua đi, rủ thắng đi qua. Mi tôi bá cầm. Đang cầm cái sấm sét rồi. Đúng rồi. Tại vì chơi sau ấy. Chơi sau mấy thằng kia. Cho nên là bọn không đủ kịp lực bọn nó.
Bà mi tôi tự nhiên bà đổi vũ khí sắm xét này làm gì không biết nữa. Ừ, đúng rồi, chắc là đi quần đùi. Anh còn không có cái sấm sét để đi quần đùi luôn này. Mà cái Gunny này nó kỳ quá. Cái lựu đạn vậy mà không đầu ngon bằng sấm sét luôn á. Nhắc đi quần đùi mới nhớ, anh cũng đi đi quần đùi. Chắc là phải mua xem xét, nó không có bán á, nó không có bán luôn á. Cái vũ khí xem xét nó không có bán luôn. Lựu đạn đào không ngon bằng xem xét đâu em ạ. Đào cùi bắp lắm. Anh đổi sang cầm lựu đạn bắn cho em xem. Ừ anh chào Minh Đức nha, chắc là có đó. Chắc là mai anh có sang đó. Trời lạnh vãi chưởng luôn, không biết mai lạnh không, hôm nay lạnh ghê luôn. Anh cũng không có vàng để mở rương may mắn đâu ở Trần ạ. Ít nữa kiếm wow xài luôn. Mấy hình đi này bắn gắt vậy ta. Cảm giác như cái đo map của mobile này nó khác so với bên PC. Mình cứ bắn lực hay mạnh hơn tí không. Ừ, đúng rồi anh người Nam. Nhưng mà anh đang ở ngoài Hà Nội này. Ôi, thiếu lực rồi. Đừng nói thiếu nha. May quá, vẫn trúng. Chết. Anh chào Khoa nha. Anh lấy vợ ở ngoài Hà, đang lấy vợ ở ngoài Hà Nội mà. Đang ở ngoài Hà Nội cho nên là lạnh quá trời luôn. Ở trong nhà mà mới phải mặc hai cái áo đây. Bộ mình đào kìa, tin tin mình không ta, tin nó chạy ơi. Bạn chạy đi đâu? Yếu lực tí chúng chúng bồ luôn rồi.
Em nói đúng rồi đó. Nhưng mà anh chả biết mấy cái server kia như nào, tại vì đây là server đầu tiên anh chơi mobile mà. Có khoai, anh đi làm buổi sáng. Gió thế không biết bộ. Đào được không? Đang gió 2.8. Chắc là không bò lên được rồi. 1-1 luôn. Thanh niên bắn gắt. Đang gió xuôi vậy khó lắm. Wow. Bắn siêu cao luôn, ghê thế. Ngon ngon ngon. Đang có nhiệm vụ làm thắng 4 hình như là tham gia hay là thắng 40 trận quần đùi mà chưa làm xong này. Đi quần đùi này ức chế lắm. Cái chôm nó cứ thông báo quảng cáo như này hoài chán, ức chế ghê luôn. Đi quần đùi này mà ghép với mấy thằng biết bắn á thì được, còn đi ghép với mấy thằng không biết bắn thì chán luôn. Ngày xưa anh bắn hơi bị rồ luôn đó. Ngày xưa bắn PC ấy, chuyên gia đi cúp học chơi này mà. Mà cái PC nó khác phiên bản này đó. PC đào ngược map ngược lại như thế này ấy, nó không có được đâu. Nó không góc 65, nó không có ra ba tia chuẩn vậy đâu. Chạy đi đâu vậy trời? Thanh niên. Cầm cái cây súng nước này đào tù vãi chưởng luôn.
Ok, mình sẽ đi ra ngoài và ghép ghép với bạn mi này. Mình ôi sao toàn gặp map này không chứ. Bằng được hai không? Gắt 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 chưa, gắt chưa? Bắn với con gái như thể hiện tí em ạ. Chết luôn. Có khi nào nó bay sang nó đào chết queo luôn. Mà công nhận cái này sấm sét đào ghê thì đào hơn lựu đạn nữa. Ơ, à, thấy không? Phải chứ, nó băng sẽ bay sang lại tới tụi nó nữa. Mình chào bé bọ nha, chào bé bọ nha. Không chết rồi. Ơ, đào vậy mà không chết kìa. Hài thì chứ. Đúng là lựu đạn này của bắp
thiệt chứ. Cái đó mình định đào tự sát luôn á, đào tự sát với nó luôn mà không xuống được. Bả sao bọn này đi vùng đồi toàn mặt sấm sét, mặt sấm sét đi. Mình chả cây sấm sét để đi luôn á. Kênh của anh đã stream bao giờ đâu mà nhiều người xem. Anh mới stream mà. Vãi chữ sấm sét đào gắt ghê luôn, mình không hiểu luôn. Sấm sét mà đào hơn lựu đạn, chả bao giờ mà có tình trạng này xảy ra luôn. Chỉ có mobile thôi. Lựu đạn không bao giờ đào được như sấm sét luôn. Mặc dù đào canh chuẩn canh map luôn á mà vẫn không được. Sấm sét đào đi hơn lựu đạn nữa. Hết rồi. Mình còn một trận. Gặp toàn cầm sấm sét. Chắc là phải kiếm cây sấm sét để đi quần đùi anh em ạ. Mà cái này nó không bán sấm sét cơ. Đi vào móc đào thì chịu luôn. À, xịt rồi, xịt rồi. Em like chia sẻ cho anh đi cho được cho có view đi. Ôi, không xuống góc được rồi. Miss rồi. May quá vẫn trúng. Không xuống được góc. Tăng lực lên cứ tưởng nó hụt không.
Bạn này bay giỏi. Bay giỏi, giỏi cực. Ôi thế mà thiếu lực à, gió thế mà thiếu ta, hãm thì chứ. Anh cảm ơn em nha. Thôi mình sẽ lên cái 1 2 1 lên cây này ở đây. Chơi bồ luôn nha. Ở vẫn tới tuần đó à. Hay làm bồ mình out rồi nha. Hay là bộ mình ao rồi ta, thằng này sẽ bắn toàn bắn mình không vậy? Ôi bay kìa. Bay vậy mà không lên được. Ở đây sao bạn kia bắn trúng mình 3 tia. Ôi vẫn trúng được cả 3 tia kìa. Bắn gắt vậy. Bồ mình ao rồi thì phải. Bà nội cha nó ao rồi bảo sao. Toàn bắn mình. Đi quần đùi này ức chế rồi chứ. À ngon. Để tính gốc kịp rồi. Chúng không? Chúng. May quá. Tí nữa thua luôn, ván cuối cùng luôn á. Mình chào bạn New Ca New nha. Cảm ơn các bạn đã xem live mình nha. Rồi. Mạnh rồi bạn ơi.
Chết. Ơ. Vãi. Vãi bắn thế mà mít hai này chứ. Xong rồi bạn ơi. Có ăn đây đó, giảm lực về là đúng rồi mà ta. Giảm lại hai góc mà còn giảm lực luôn mà nó còn vẫn còn mạnh. Chơi đi cái quần đùi này toàn là bạc đào không, chán lắm anh em. Con này toàn đào không à. À, cái game này là game Genny Mobile ấy. Genny Mobile. Game Genny ngày xưa trên PC là ngày xưa cách đây khoảng hơn 10 năm là game huyền thoại luôn á. Anh chào Bộ TV nha. Có ai biết game này không? Bị nó dí. Bị hai thằng sang nó dí đào chịu sao nói. Bộ mình đào mới đào, đào hơi mạnh lực, dở quá, kém quá. Tại vì anh không có thời gian ạ. À may quá. Anh không có thời gian luôn á. Với cả đi làm một cái clip kỳ công quá mà chả ai xem, cho nên giờ này anh cũng hơi nản á bụt. Thật sự luôn. Làm mấy ngày và ngồi cắt ghép chỉnh sửa các thứ nó cũng lâu lắm. Với lại giờ này anh cũng không có thời gian nhiều ấy. Nên thi thoảng thì lên stream nói chuyện với anh em chơi game giải trí chơi. Anh em rảnh thì xem stream trò chuyện đồ chơi. Lại Borealis à? Cái kit đó hả? Kit Borealis em chỉ cần đa bản vẽ vậy là được mà. Em chỉ cần đa bản vẽ về các giống như bản vẽ là làm được rồi. Bản vẽ hiện tại anh em ở trên nhóm là bản vẽ chuẩn rồi đó. Bản vẽ trên nhóm là chuẩn rồi, em cứ làm đúng bản vẽ là bay được thôi à. Tại vì mấy cái kit đó có mấy bản vẽ chuẩn rồi thì cho nên là anh cũng ít làm, anh cũng không thích làm ấy. Mấy kit anh em bay nhiều làm nhiều rồi thì bản vẽ chuẩn rồi á, thì em cứ làm đúng bản vẽ là bay được thôi à. Chào gà game Minh nha, game này là game Genny nha em. Genny phiên bản mobile nha. Bản vẽ A4 hả? Chắc là không có đâu, hình như là anh Kiên có đó, để anh hỏi, ít nữa anh hỏi anh Kiên. Chỗ anh Kiên có đó. Bản vẽ A4 em lên trên cái nhóm câu lạc bộ chế tạo máy bay mô hình là có đó em. Hôm trước anh nhớ là anh Kiên đã đăng vào trong nhóm ấy. Cảm ơn Bụt nha. Bụi chứ, bụi TV chứ.
Ôi gần chết luôn, biết thấy đam chết luôn rồi. Anh không có thời gian cho nên là chắc là sẽ không làm RC được nhiều ấy. Nhưng mà vẫn chơi, vẫn đam mê. Khi nào anh chơi anh làm kit gì đó thì anh vẫn quay để up trên kênh. Thật sự làm mất nhiều thời gian quá mà ít người xem quá, nói chung là cũng nản á. Thi thoảng rảnh thì anh vẫn livestream như này nè, anh em lên trên đây nói chuyện đồ vui cũng được. Thằng ba, ba tư này mạnh thế. Chạy gì đấy? Ảo kích luôn hả? Ui. Hơi mạnh rồi. May quá. Nhờ gió hơn tí. Công nhận mình bắn cũng gắt phết nha. Hình như là tại vì bắn với gái nó thêm sức mạnh hay sao anh em ạ. Tại vì làm mất nhiều thời gian quá, không có thời gian dành cho vợ anh á. Với lại vợ anh đang bầu rồi. Sắp tới anh cũng vẫn sẽ làm, nhưng mà anh chỉ quay những cái clip mà anh làm chơi thôi. Vẫn sẽ up clip để cho anh em xem, cho đỡ buồn. Anh đang livestream ở trên máy tính mà, anh đang livestream trên máy tính, anh đang chơi giả lập mà. Còn sạc pin thì dùng. À, ý là sạc pin LiPo đúng không? Pin LiPo thì em mua sạc ESDT ấy. ESDT sạc nó ngon hơn nha. Mới vào nó gặp mấy thằng cao như này nó đam phát chết luôn rồi. Ok, cảm ơn bé bọ nha. Chúc em buổi trưa vui vẻ nha. B6 thì nó sạc, nói chung là mình không có điều kiện thì dùng B6 cũng đỡ hơn là sạc B3 mấy sạc kia á. Nhưng mà em sạc B6 thì em có để ý là mấy cái cell nó không đều nhau đúng không? Cell đầu tiên thì chuẩn, cell thứ hai lại giảm, cell thứ ba lại giảm, cell thứ tư lại giảm hơn nữa. Mạnh thế. Cái SDT thì nó sạc đều sale hơn. Còn B6 thì nó sạc có cell được 4.2, còn mấy cell càng về sau là cell 2, cell 3, cell 4. Cell
sau 5 là nó sẽ giảm xuống ấy. Nói chung là mỗi người có cái sở thích riêng mà em. Anh thì tại vì anh đi ra Hà Nội này làm việc á, cũng không có bạn bè nhiều ấy. Cho nên là rảnh rỗi thì chơi game. Với cả chơi RC ra trên máy bay, đi chơi giải trí cuối tuần thôi, còn ngày bình thường ở nhà chơi game thế này. Chứ bình thường ở quê anh quen bạn nhiều là ít khi nào chơi game như này lắm. Anh em đam mê RC thì làm sao mà đam mê game được. Ừ. Sale 1 4.19 nhưng mà sale sau 4.17, 4.16 càng về sau nó càng giảm vậy đó. Nên cho nên là anh bảo là nó không ngon mà. Còn ESDT em sạc là 4 sale đều nhau luôn ấy. À, Rifan không có bắn em ơi. Đợt trước anh có bắn PUBG thôi, bắn PUBG thôi, nhưng mà cái máy của anh cấu hình nó cũng không mạnh này. Và bắn PUBG nó cũng hơi giật giật một tí, cho nên là thôi không bắn luôn. Rifan thì càng không. Anh chỉ chơi LL này với bắn Gunny này thôi. Ở ngoài Hà Nội này đang lạnh lắm anh em ạ. Ngồi trong nhà phải mặc hai áo này, phải đeo tất. Anh có chơi LL, anh cũng thích chơi LL lắm. Nhưng mà mấy hôm nay ít chơi rồi. Đợt trước cắm làm máy bay nhiều quá, không có thời gian đâu mà chơi. Đang bắn với bạn nữ
anh em ạ. Bạn này hay trâu đấy. À, sao chạy hiệu ứng xuyên giáp mà sao cụ bắp dữ ta. Thanh niên bắn hơi chuối tí. Này rơi xuống đây, rơi xuống đây. Xuống đây. Phải chứ. Có chết được đâu mà cười. Nó chết luôn. Vãi chiều thì chết anh niên. Anh niên không có góc bay.
Xong mày. Ôi, sao nó hay bị địt như này luôn á. Tại vì kênh này anh có stream mấy đâu. Anh em thích thì vào xem nói chuyện chơi, không thích thì thôi, chứ biết làm nào giờ có ép anh em được đâu nhỉ. Anh em xem thì like video, chia sẻ video giúp mình nhé. Trời ơi, bắn gì vậy? Không. Đang có anh nhờ nạp thẻ hộ này thì mình nạp thẻ cho anh ấy cái đá này mà. Đang đua top này nè anh em. Đang top vui chiến này. Thằng top 5. Ủa nó 300 mấy trận chưa rồi. Bọn này đi ghê quá. Lỗi đăng nhập là sao ta? À đây đúng rồi, tèo đây. Năm mươi k đây đúng không? Ok.
Ok. Lên cấp rồi. Mình cài lên 36 để mở thêm được chỗ ngọc này nữa anh em ạ. 36. Quân đôi đang băng 76 rồi. Một chồng quân đôi nữa anh em. Ok. Mua một chồng. Có anh nhờ mình nạp thẻ hộ. Sao anh trả lại điện thoại để mình nạp điện thoại cái. Đâu rồi ta? Bắn vậy mà thừa tí lực nữa chứ. Hay thiệt. Đấy, bắn cái này không chết được em ạ. Cho chết được luôn. Thanh niên không bay lên được.
Chết. Ôi, vẫn chưa chết cơ à? Vãi chứng. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cơ sao còn tăm tối. Mần mây em lá vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh mới chẳng khiến em lẻ loi. Khi mắt và áo ai khô vã quàng rồi. Sao bắn được? Góc đầu bắn. Vãi chưởng, bộ nó chơi mình luôn à? Xong. Thôi xong rồi. Chắc là phải tự sát thôi làm gì giờ. Vẫn cố bay lên kìa. Còn tí máu vẫn cố gắng nhỉ. Thanh niên này cũng được đấy. Chưa thua đi tiếp anh em ạ. Gặp hai cây sấm sét. Người buồn và áo ai khâu vã quàng rồi. Nhìn lại dòng nước con sông vốn bồi hồi. Một lần này hai em ơi ở lại đi. Anh này bắn gắt quá.
chết. Ok. Solo. Mình chết thì bồ mình solo với nó. Hai bạn này bắn căng quá. Lại còn rít nữa, không rít khả năng là vẫn còn bắn được một tên nữa. Bay sang bao bạn ơi. Ôi trời ơi. Thanh niên. Ngon ngon ngon. Sao không bắn nó rơi xuống mà bay lên. Ôi gác. Vậy mà vẫn vướng vào đây được, hay thiệt chứ. Ôi trời ơi. Hai bác này tố hài vãi chưởng này chưa. Sao xem xét nó vẫn bắn trước mình ta? Không hiểu.
Hôm nay em đào chán ghê luôn á. Bà nội cha nó. Ok, cho mình up stream đây anh em ơi. Và mình về rồi. Mua mít. Ăn mít. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.